Hello, mình là Hùng Kaiju 1m2. Nếu như bạn nào có nhu cầu mua app Free Fire thử một máy kim cương giá rẻ, có thể đến ngay với songakira.vn. Đảm bảo uy tín, chất lượng và tự động 100% với đủ các loại vòng quay các kiểu, có đa điều và có tỷ lệ trúng được ngay cả chủ shop đẹp trai. Cái gì đó dài 1m2 thì các bạn tự biết nha. Ok, hello và xin chào tất cả mọi người. Chào tất cả mọi người đã quay trở lại channel Hùng Akira Mobile của mình. Các bạn nhìn thấy cái hàng cầm trên tay mình rồi đúng không? Và các bạn đọc tiêu đề rồi thì chính xác, hôm nay mình sẽ đi so sánh sức mạnh của hai khẩu súng 1887 mà các bạn đều yêu thích và đều coi là hai khẩu súng 1887 mạnh nhất. Thực ra thì tùy ý sở thích của từng người thì khẩu nào sẽ là mạnh nhất thôi. Nhưng rõ ràng 1887 với chỉ số tăng tốc bắn đang là mạnh nhất rồi. Còn những khẩu súng tăng tốc độ thay đạn nó chỉ được coi là loại súng mạnh nhì thôi. Nếu lúc mình sẽ so sánh hai khẩu súng này sau. Còn bây giờ ta sẽ cùng đến với lại là màn so sánh sức mạnh giữa khẩu M1887 Hòa Nội mạnh nhất mới vừa ra mắt cùng với lại là khẩu súng đã từng được coi là mạnh nhất với mình. Với mình thôi nhá. Đó là M1887 Thế Giới Ngầm. Một khẩu tăng 2 tốc bắn và cộng 1 tốc độ và 1 tốc độ thay đạn. Còn lại là trừ đi chính xác để bắn lạn nó lệch hơn. Còn một khẩu thì lại trừ đi tốc độ di chuyển, giúp chúng ta di chuyển nó không được gọi là nhanh nhạy và linh hoạt nữa. Nhưng bù lại là sát thương đầu ra to hơn và cũng như là bắn nhanh nữa. Bắn nhanh thì hai khẩu này bắn ngang nhau các bạn nhá. Nên là hôm nay mình sẽ so sánh hai khẩu này xem khẩu nào mạnh hơn các bạn ha. Đi thôi. Rồi ok các bạn, và độc lang chiến test thử nào. Vừa vào cái Garana nó lại bảo là: anh Hùng ơi, anh test ngay 1887 dùm em cái. Rồi, anh Garana đã có lòng như vậy thì em có dạ nhá. Anh ấy bảo em chọn luôn ngay đầu tiên để em chọn 1887 em test như này thì em gọi là không khách sáo nữa. Ai à, nó tính bắn mình. Ok, tính mạnh. Tôi đang bị đơ phím các bạn ạ. Từ từ đợi tí đã, tôi quên không tắt cái Unikey. Bạn nào mà chơi trên máy tính thì sẽ biết là cái máy tính nó có cái quả ứng dụng nó gọi là Unikey để viết dấu ấy các bạn. Mà bật cái đấy lên là bấm bắn là nó bị lỗi. Di chuyển các thứ là nó sẽ bị gọi là lỗi cái phím trên, là mình phải tắt cái đấy đi. Mà lần nào mình vào chơi mình cũng mới nhớ ra ấy. Còn trước lúc đấy thì mình toàn quên không ạ. Biến mùi cỏ ạ. Ok kìa. Bạn ơi. Ui giời, tao lại AFK kia bạn. Rồi ok, tỉnh rồi. Nào rồi bạn ra đây. Nào, cười ra, cười lên bạn ơi, cười lên bạn. Rồi, ăn này, ăn quả choáng xong cái em mày cười trong tình trạng mày mắt long sòng sọc luôn, sùi bọt mép luôn chứ. Nghe đây. Ai à. Đứa này có vẻ nhấp nhô đấy. Nhấp nhả có chữ đấy. Nhấp nhả này Thảo hà Thảo. Mạnh quá các bạn ạ. Con hàng này phải công nhận là mạnh thật. Vậy liệu khẩu Thế Giới Ngầm có vượt được qua khẩu này hay không thì lát nữa chúng ta phải thử mới biết được. Thảo đã đẩy ra đây là Thảo tự tin rồi đấy. Thảo cái khoảnh khắc mà Thảo đẩy ra gần đến Hùng với cả là người đồng đội của Hùng là Ari là coi như là cái hiệu ứng đốt cháy tuổi thọ của Thảo đã được kích hoạt rồi. Nó đốt với cái tốc độ bàn thờ của những tên cướp luôn ấy. Bạn Ari này cũng giàu dã man á các bạn. Mình vừa để ý đồng đội của mình cũng có 1887 Hòa Nộ luôn mà. Đỉnh thực sự đấy. Nhìn tôi là đã thấy giàu rồi. Vãi cả trường ạ, à, thằng đồng đội tôi hay là không, chắc không phải đồng đội mình đâu. Trong bạn Ari thì không giống kiểu bạn ấy biết bắn gọi là AWM lắm, với cả cái cách di chuyển của bạn ấy trông nó kiểu nó hơi giống điện thoại ấy, hơi bót bót một tí ấy. Rồi xong, như vậy là thằng cha VN Đức này là thằng chọn khẩu vợ AWM này rồi. Chắc chắn luôn, định mệnh nó bắn chết đồng đội của tôi luôn rồi. Bắn Skyler là còn bắn hụt luôn nó mới đau chứ các bạn. Rồi, thì nói chung là bây giờ hai bạn ôm nhau xong đi. Anh bạn à, ôm nhau nói chung là nâng tình cảm anh em các kiểu trước khi gọi là rời xa thế giới này. Ok, sau đấy là bây giờ bạn Đức gọi là đội cái nồi cơm điện và giúp mình cái ạ. Bạn đội nồi cơm điện mà bạn cảm giác nó hơi mỏng ấy, hoặc là bạn không thích ấy, bạn có thể chuyển sang đội nồi áp suất cũng được. Nồi áp suất nó dày hơn đấy. Chứ bây giờ đội nồi cơm điện ấy, chứ bây giờ đội nồi cơm điện chưa chắc bạn đã đỡ nổi những viên đạn của mình đâu. Mình bảo mà không nghe, hết trọt liền. Bắn cho như bắn con đẻ, bắn đến mức mà kiểu ba mẹ không dám ra nhận con luôn đấy chứ các bạn. Nào bây giờ ba má không dám ra nhận em Đức không nào. Ôi em Đức sắp về. Ôi anh cái định mạnh nào. Được. Ai dạ, định mạnh thằng này múa dẻo đấy. Má mày mày nghệ nhân múa lần à. Rồi ok, bạn đợi tí đã hồi máu cái đã. Ok bạn, nào từ từ đợi tí hồi máu cái đã. Bảo đợi tí hồi máu không chịu. Đồ hư đốt. Hư như thế này là phải đánh đít. Nào một viên. Lời thế ơi, cái đỉnh mạnh vãi cả nồi ha. Bắn nó xịt một viên cái nó gạt đạn là tôi bị ăn một viên vào người. Mà một viên vào người thì không có giáp là 300 máu. Ngoẻo luôn các bạn ạ, à, đau thực sự. Rồi, bây giờ các bạn chuyển cái chảo từ trên đầu, các bạn chuyển xuống dưới đít đi. Bởi vì là tình hình là mình bắn gọi là UMP thì mình kéo là toàn trúng đít thôi. Người ta gọi là đít sọt chứ không phải hết sọt nữa. Cái đỉnh mạnh vãi cả nồi ạ, à, thằng này kéo kinh ấy nhở. Anh là dân chơi đấy. Ui
tính ra bạn Ari này giàu dã man nữa, thế là súng nào thấy có skin luôn nhá. AVKM cũng có skin này, UMP thì có củ long nhong nhong này, còn khẩu M1887 thì có Hà Nội. Xong nhân tiện là em dí cái đầu vào trong cái thùng để làm cái gì vậy trời hả Ari? Em không hiểu, em không hiểu. Ari ơi, nào, nào thằng cha này, từ từ đã. Thịt em thảo, cái hình mà cho nó đang tính thịt em thảo mà éo thịt được em thảo luôn. Ôi ok, Ari KS mạng của mình rồi. Đinh mạnh quả đấy kéo tâm lỗi thế nhở. Ui dồi, ui dồi, vâng. Và đây là Ari. Vâng, và đó là Ari. Ui Ari, một tình huống búa phải gọi là cực gắt. Thẹn thùng nhìn em quay gót đi mãi, anh đứng chết lặng trong mưa. Dù rằng bên em đã có ai, nhưng nơi đấy anh vẫn còn chờ. Rồi mẹ ra mẹ thả tim cho mình luôn các bạn ạ. Vâng, chắc yêu thương hùng vô bờ bến rồi. Mình có để ý là đầu game là Ari cũng ra thả tim và làm những cái hành động nó kiểu tình cảm với mình lắm. Nhưng mà xin lỗi Ari ạ, anh hiện tại là anh không có người yêu, anh FA rồi, nhưng mà khổ nỗi là anh đang không muốn yêu ai cả. Boy sinh ra nhưng không muốn yêu thêm một ai nhá. Nên là em thông cảm, thời gian anh chỉ có là gọi là cho anh độc thân cái. Cảm ơn em. Nào, mày nghe đây, mày nghe. Mày nghe đây, tao bắn cho thì má ba má gọi không kịp luôn, các cụ gọi thì nghe luôn. Ơ, thằng Viên Đức vừa là kẻ địch của mình, bây giờ nó ra đồng đội của mình đấy. Vãi cả đôi ạ, à, địch lại chọn AVKM ạ, à, đùa lừa nhau à. Ok được rồi, trong chuyên mục video trước, thực ra là video cái này lâu lắm rồi, nhưng bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu khởi động lại chuyên mục đó là đố vui trúng kim cương các bạn nhé. Đó là, ơ, bạn Đức này, team up ạ. À? Ui trời ơi, em ơi, team up làm cái gì? Độc lăng chiến thì có 2v2 team up rồi, bây giờ đứng nhìn nhau rồi à, trời ơi. 4 mắt, 6 mắt, 8 mắt đứng nhìn nhau té lửa tính hay gì vậy? Trời rồi, thì mình có đố các bạn một câu, đó là đố các bạn biết là khẩu M1887 thế giới ngầm và khẩu M1887 Hà Nội thì khẩu nào bắn nhanh hơn? Thì hai khẩu này có tốc độ bắn là bằng nhau các bạn nhá. Nên đây là tên của 5 bạn đã may mắn trả lời đúng. Mỗi bạn sẽ nhận được đó là 230 kim cương và được lên TV ở trong video này rồi các bạn nhé. Yeah. Chúc mừng các bạn rất là nhiều. Bắn chết thằng cha kia rồi, bây giờ đi ra đây gạ team up với bạn này thôi. Nhưng mà mình chuẩn bị bắn chết bạn ấy thôi, chứ bây giờ đằng nào chả phải bắn. Bây giờ không bắn nhau thì gọi là chơi kiểu gì? Chơi game mà kiểu đồng đội, à lộ nhầm, chơi game mà kiểu kết bạn với cả kẻ địch luôn này thì không biết là ai giết nhau được. Bây giờ ngồi ôm nhau từ giờ đến tối. Ok, trước tiên là bắn hành hạ này đã. Mày dám fake tao này, thằng này fake tao này. Nhìn mặc đồ khá là giống mình đấy. Ngày trước mình cũng từng mặc cái quần này. Ui ôi, bắn quả này thương Hà quá. Mẹ bắn quả ghê tay quá. Nhưng mà vì lý tưởng của Hùng Akira sẽ rách, tôi phải bóp cò thôi. Nào mày nghe đây. Ái chà chà, mày fake Hùng Akira sao? Mày tưởng thằng thiết là ngầu à? Mày chạy ra mày ăn luôn một viên đạn đó con. Tu Vi không tính nhậu, chạy đi đầu fake cùng Akira y tế à mày. Còn hơi ao trình để fake được anh nha bé. Ok ạ, ơ, ra đây đứng thả tim làm cái gì? Trời ơi, bắn đi Hà ơi. Hà không bắn bây giờ Hùng bất lực luôn đây. Hùng muốn bắn chết cái thằng gọi là VN Bắp kia nữa cơ. Nên là Hà có thể bắn cùng nó được không? AM Bắp chứ. Đây các bạn, rồi chúng ta sẽ cùng test thử sức mạnh của khẩu M1887 thế giới ngầm các bạn nhá, so sánh với những cái màn bắn hỏa nộ vừa rồi để xem là khẩu nào ngon hơn. Về gọi là cái cảm nhận của mình, hai khẩu này thì thật sự là mình đánh giá là khẩu hỏa nộ nó vẫn là ngon hơn các bạn ạ. Mặc dù là tăng tốc thay đạn thật, nhưng mà cái khẩu 1887 thế giới ngầm này nó chính xác nên là đạn nó có hơi toạc một tí. Còn về tốc độ bắn thì ngang nhau rồi nên chúng ta sẽ không tính đến cái đấy nữa. Khẩu này bắn nhanh, thay đạn nhanh nhưng bù lại là trừ độ chính xác. Còn khẩu kia thì bắn nhanh và đạn mạnh, bắn chuẩn hơn nhưng mà nó lại trừ tí độ di chuyển. Nhưng về cơ bản thì tôi vẫn đánh giá cao cái việc là khẩu 1887 hỏa nộ hơn. Tại vì là thực ra khẩu 1887 thì dưới ngầm thay đạn nó nhanh hơn thật, nhưng mà nó cũng chả cần phải nhanh đến mức đấy. Khẩu hỏa nộ thay đạn là rất là nhanh được các bạn ạ, và bắn nó cũng nhanh nữa, nên là cái việc mà tăng một tốc thay đạn nó là cũng là hơi thừa đi. Nên là nếu mà để so sánh hai khẩu này thì khẩu hỏa nộ sẽ được 10 điểm, còn khẩu thế giới ngầm sẽ được khoảng 9 điểm các bạn nhé. Mà thực ra số tiền để sở hữu hai khẩu này thì nó cũng ngang cơ nhau chứ. Nói chung là nó tùy nhân phẩm quay súng thôi. Tại hai khẩu này đều không phải súng nâng cấp, đều quay theo kiểu sự kiện. Hoặc là một khẩu thế giới ngầm là có trong hộp súng, nhiều khi quay cũng có tí tiền là ra thôi. Cho nên là hai khẩu này thì nó cũng không có gọi là khẩu nào đắt hơn khẩu nào, mà là do bạn nào hên với khẩu nào hơn thôi. Nên là các bạn có thể lựa chọn khẩu phù hợp để dùng nhá, nhưng mà ưu tiên là khẩu hoàn độ các bạn nhé. Rồi, chắc là video của mình sẽ dừng lại đây thôi. Nếu bạn thích thì đừng quên để lại cho mình xin một like và đăng ký nhá. Đừng quên là bấm cái chuông để không bỏ lỡ bất kỳ thông báo nào về kênh của mình mỗi khi mình ra video tiếp theo nha.